Chào nhé, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái web đầu tư trx.online và nhận cái TRX miễn phí hoàn toàn mới. Để tham gia thì bạn cần nhấp xuống cái phần mô tả này. Sau đó mọi người sẽ đến với giao diện trong web nhé. Thì đầu tiên khi mà các bạn muốn đăng ký và tham gia con web này thì các bạn vào phần Register này và nhấn vào phần đăng ký tài khoản. Chọn nhập cho mình cái tên tài khoản các bạn này. Đấy, tiếp theo là mật khẩu và cái mã mời. Mã mời thì mình sẽ để ở phần mô tả, các bạn chỉ nhấp vào là nó sẽ động nhập luôn cho các bạn. Còn cái phần mã vùng này thì các bạn nhập cho mình cái số điện thoại này, email này và cái phần đăng ký. Sau khi các bạn nhập thông tin xong thì các bạn nhấn phần đăng ký tài khoản và nó sẽ chuyển các bạn cái giao diện như thế này. Rồi thì ở đây nó chính là cái phần giao diện của nó. Các bạn có thể đọc qua cái phần thông báo này và nhấn vào phần đóng này nhé. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký, cách đầu tư vào cái con web này. Ở đây thì nó có tất cả thông tin trong web, nó gồm có link trang web này và cái phần chăm sóc khách hàng. Các bạn có thể vào đây để thay đổi ngôn ngữ của các bạn. Đó. Ở đây có phần rút tiền, gửi tiền, chia sẻ bạn bè, đội và tải app về nha. Các bạn có thể nhấn vào đây tải app về. Đấy. Các bạn nào chưa biết thì có thể nhấn vào phần hướng dẫn này. Thì ở đây là có phần đầu tư cơ bản này. Đấy, các bạn có thể vào đây để đầu tư. Đấy, nó có cái mức đầu tư và cái phần khuyến mãi ở đây. Các bạn có thể vào đây để xem qua. Ở đây thì còn nó có cái phần là đầu tư theo chu kỳ này. Đó. Ở đây các bạn có thể vào đây đầu tư nhé. Đầu tư theo sản phẩm này. Thông vật đề ở đây phần thương mại này. Đây có cái phần là xem tất cả các bạn thì nhớ vào đây. Xem cái phần lịch sử giao dịch. Ở phần này, phần chia sẻ này các bạn có thể sao chép cái đường dẫn này và gửi cho bạn bè người thân các bạn sử dụng. Sau khi bạn bè người thân các bạn kích vào link và nhấn đến phần đăng ký thì các bạn sẽ nhận phần trăm vòng từ cái link này nhé. Hoặc là các bạn có thể quét cái mã code này. Đó. Ở đây nó có các bạn có thể chia sẻ qua cái Facebook này, Twitter và Telegram và các nền tảng xã hội khác. Đấy, ở đây phần trang cá nhân các bạn nhé. Đây. Đây có cái phần là chuyển sang cơ bản này, phần đội này, nhập mật khẩu này, đổi mật khẩu và thông báo và nhấn đăng xuất. Thì đây mình sẽ hướng dẫn các bạn đầu tư luôn nhé. Thì các bạn nhấn vào phần đầu tư này. Đó. Thì đây nó có phần đầu tư cơ bản này. Đó. Đầu tư theo chu kỳ, các bạn có thể nhấn vào phần gửi tiền này. Nhấn phần gửi tiền chuyển vào cơ bản này. Hoặc là chuyển vào phần khoản khuyến mãi. Đó. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn đầu tư cơ bản nhé. Chọn vào phần TRX này. Copy cho mình địa chỉ ví nhé. Ok. Đó, chuyển sang cho mình cái ví chút wallet. Đây, cái ví chút này. Ok, rồi các bạn nhấn vào phần gửi tiền cho mình nhé. Dán mình địa chỉ vào đây này. Số lượng này. Ở đây mình sẽ đầu tư 100 TRX nhé. Nhấn vào phần tiếp tục cho mình. Rồi nhấn xác nhận này. Ok, bây giờ các bạn đợi tầm 1 đến 2 phút nó sẽ hoàn thành cho các bạn lệnh làm nhé. Đang chờ xử lý này. Đó, sau khi làm xong thì các bạn đợi nhấn vào phần đã nạp tiền hoàn thành nhé. Ok, quá trình hoàn đó, vậy là mình đã nhận được 100 TRX vào đây rồi nhé. Các bạn có thể thấy khá là đơn giản. Rồi thì ở đây nó có các gói đầu tư này, từ nó sẽ có ra từ VIP 1 này. Đó, VIP 1 là cho đến VIP 10. Đấy, thì nó có các hạn mức ở đây. Ở cái phần hạn mức rút tiền hàng ngày. Ở đây nó sẽ có cái phần cấp VIP 1 là cái phần thưởng lời mời nhé, cái số tiền là có thể các bạn có thể nhấn vào phần gửi tiền ngay bây giờ. Đây là có phần đầu tư theo chu kỳ này. Thì cái phần này là các bạn nó có cái gói đầu tư này là gói đầu tư một ngày thì lãi suất là 4 4 đến 6% một ngày. Cái thời gian thực hiện thời gian thì là sẽ là 5,50%. Đây là cái phần nội quy của nó. Và phương thức trả nợ, đơn giá và số lượng, cái thần tỷ suất hàng ngày và cái chu kỳ đầu tư nhé.
Ở đây sẽ có rất là nhiều gói đầu tư. Đây là TRX Online Mini này, Rutsen này, UK này, US này, Bitcoin Port này, Power Plane này, Energy Save Mini này. Ở đây sẽ có cái gói 80 ngày. Thì gói 80 ngày này thì là cái gói mà lớn nhất. Thì các bạn sẽ phải nạp vào đây là 100.000 TRX để vào đây để thực hiện và chơi con web này. Thì lãi suất hàng ngày nó sẽ là 21 đến 23% một ngày. Ở đây các bạn có thể đọc qua những cái phần tham gia vào các khai thác tiết kiệm năng lượng có cam kết POS. Thương mại này. Xem tất cả thu nhập ở đây nhé. Đó, các bạn có thể thấy nên nó sẽ hiện thị cái phần lịch sử nạp tiền và rút tiền nhé. Đó. Đây thì ở đây thì mình sẽ dẫn các bạn rút tiền luôn. Thì các bạn, mức rút tiền ngày hôm nay sẽ hiển thị luôn ở trong trong phần này. Đấy, hôm nay thì cái số dư thì rút thì các bạn sẽ phải làm nhiệm vụ trước nhé. Rồi, thì bạn kích vào phần rút tiền này, thì các bạn có thể nhập cái số tiền các bạn rút vào đây nhé. Chọn cái tài khoản, thêm cái tiết số này. Mình có thể thêm cái ví TRC20 vào đây nhé. Thì bạn ra cái phần cái ví chút wallet này. Đó, thì các bạn nhấn phần nhá. Trở ra mình chọn chọn là ví Tether TRC20 và nhấn nhận này. Sao chép cho mình nhé. Và chuyển sang cho mình nhập vào đây. Nên sẽ có ba cái gọi là TRC20, đồng Dogecoin và TRX. Thì mình ở đây mình sẽ nhập cái đồng này, nhập mật khẩu vào đây cho mình nhé. Đó, bây giờ mình nhập xong mình nhấn tiếp tục này. Ok, nhập được cho bạn. Đấy, các bạn sẽ phải nhập cái số tiền rút nhé. Với tiền cái số này các bạn phải add vào. Nhập số tiền này rút này. Ví dụ như hôm nay 10 TRX thì hạn mức hôm nay mình chưa có nên mình sẽ chưa rút được nhé. Nhập mật khẩu thanh toán này. Đó, thì các bạn nhớ là phần nhập thông thông tin thì các bạn mới có thể rút được nhé. Thì cái hạn mức hôm nay thì sẽ là thời gian rút tiền này, các bạn thấy thấy không? Đó, thì hôm nay mình chưa chưa thể rút được thì ngày mai các bạn sẽ phải quay lại và nhận nhận tiền nhé. Ok. Rồi thì clip của mình đến kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho một like và đăng ký kênh nhé.